365 ngày với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày 241. Có một số vị thánh để lại tự thuật về cuộc đời và kinh nghiệm gặp Chúa của mình. Trong đó có vị thánh tiến sĩ hội thánh xuất thân từ châu Phi vào thế kỷ thứ tư, đó là thánh Agostino. Từ một thanh niên ăn chơi trác táng, quay cuồng với các đam mê ngang trái, lao mình vào tình ái, ngài được Chúa biến đổi nhờ tình yêu thương và lời cầu nguyện kiên trì của người mẹ tốt lành là thánh Monica. Cuối cùng, Agostino đã trở thành một nhà thần học, một linh mục, giám mục, một vị thánh tiến sĩ của hội thánh. Agostino đã bước đi một hành trình từ tội nhân đến hối nhân và trở thành thánh nhân. Trong cuộc tự thuật, thánh Agostino đã tâm tình với Chúa: "Con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa, vừa mới mãi. Con yêu Chúa quá muộn. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Con thật xấu khi mãi cứ chạy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa. Nếu chúng không ở trong Chúa thì chúng làm sao có thể hiện hữu được? Chúa gọi con, Chúa la to và đã phá tan sự điếc lát của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa. Chúa đã chạm đến, Chúa đã biến đổi, Chúa cho nếm thử, và thánh Agostino đã cảm nhận được hương thơm và hương vị dịu ngọt tràn đầy hạnh phúc của Chúa. Vì thế, ngài nóng lòng đi tìm Chúa, đi tìm bình an trong Chúa. Sau khi tìm được Chúa, thánh nhân đã thốt lên: "Sự sống hạnh phúc chính là vui với Chúa, là nhìn lên Chúa và làm theo thánh ý Chúa. Ngoài ra, chẳng có sự sống hạnh phúc nào khác." Tâm tình của thánh nhân tương hợp với lời của thánh Vịnh Gia: "Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người." Lạy Chúa, xin khơi dậy trong lòng mỗi người chúng con ơn thánh thần Chúa đã ban cho thánh tiến sĩ Agostino, để nhờ thánh thần nung nấu, chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa tình thương, là hạnh phúc duy nhất của chúng con. Lạy thánh Agostino và thánh Monica, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Hồn sống hôm nay là bài tập đơn sơ. Bạn nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Đó là dấu hiệu của sự sống, là quà tặng của Thiên Chúa yêu thương bạn. Trong âm thầm, bạn tạ ơn Chúa về món quà sự sống và yêu thương của Chúa.
Chúa, vì đời còn sóng gió ngả nghiêng. Chúa hỡi, con cần có Chúa để được nương bóng cha tình yêu. Sóng vỗ muôn ngàn con sóng, đời con Chúa luôn an bài. Núi đá thành trì kiên vững, vì đời con ở trong tay Ngài. Không có Chúa con chẳng làm được chi, đời không có Chúa chẳng còn nghĩa lý gì. Con làm sao sống khi không có Chúa, Ngài ấn mặt đi. Con đã thấy tâm hồn tan nát, thiếu bóng Ngài, con heo hát cả tâm ca. Chúa hỡi, con cần có Chúa, vì đời con sóng gió ngả nghiêng. Chúa hỡi, con cần có Chúa để được nương bóng cha tình yêu. Sóng vỗ muôn ngàn con sóng, đời con Chúa luôn an bài. Núi đá thành trì kiên vững, vì đời con ở trong tay Ngài. Vì đời con ở trong tay Ngài.